Triệu lệ dĩnh xinh đẹp, mạnh mẽ trong bộ ảnh quảng bá phim mới. Hôm 25 tháng 5, ekip bộ phim giữ Phượng Hành, Bồn Vương ở đây tung bộ ảnh mới của Triệu lệ Đinh Quang bá cho tác phẩm. Nữ diễn viên nổi bật với vẻ đẹp trẻ trung và phong thái hiên ngang, mạnh mẽ. Loạt ảnh mới của Triệu lệ dĩnh được chụp theo phong cách cổ trang kết hợp hiện đại đậm chất ma mị độc đáo. Trong ảnh, nữ diễn viên diện những bộ váy sang chảnh tôn dáng và gây ấn tượng mạnh với đạo cụ là cây thương dài sắc nhọn cùng chiếc vương miện kiêu sa. Mỹ nhân 8X toát lên phong thái mạnh mẽ và ngang tàn qua lối trang điểm sắc sảo, kiểu tạo dáng đầy thách thức cùng ánh mắt kiên định. Các trang Sina, Sohu khen ngợi triệu lệ dĩnh xinh đẹp lạnh lùng nhưng đầy quyến rũ trong bộ ảnh. Nhiều dân mạng Trung Quốc cũng để lại bình luận tán thưởng ba mẹ một con ngày càng rạng rỡ và trẻ trung ở tuổi 35. Bộ ảnh mới của Triệu Lệ Dĩnh được tung ra nhằm kết hợp tuyên truyền cho dự án truyền hình giữ Phượng Hành, Bổn Vương ở đây. Trong phim này, người đẹp sinh năm 1987 đảm nhận vai Bích Thương Vương Thẩm Ly, một nữ chiến thần dũng mãnh của ma tộc. Đóng cặp với vợ cũ Phùng Thiệu Phong là Lâm Canh Tân, vai hành chỉ. Đặc biệt, Bồn Vương ở đây cũng là phim đánh dấu màn tái hợp giữa Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân sau Sở Kiều Chuyện, chiếu năm 2017. Trong Sở Kiều Chuyện, ảnh nhân vật của cả hai đều có kết thúc giang dở, khiến người xem tích nuối. Vì thế, khán giả rất kỳ vọng vào lần nên duyên thứ hai này của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân trên màn ảnh nhỏ. Tuy nhiên, cách đây không lâu, một bộ phận fan phản đối Triệu Lệ Dĩnh tham gia bổn vương ở đây, nguyên nhân là vì họ cho rằng ngôi sao hoa ngữ U40 đã không còn thích hợp để hóa thân thành các thiếu nữ đôi mươi như thẩm ly trên màn ảnh nữa. Thậm chí, có ý kiến còn khuyên cô hãy tập trung vào dự án có kịch bản đời thật ý nghĩa và nhận những vai diễn phù hợp ngoại hình tuổi tác hơn. Xong, bất chấp tranh cãi, Triệu Lệ Dĩnh vẫn xác định đóng Bồn vương ở đây. Sau phim hữu phỉ còn dành thời gian tập luyện với thương và giảm cân để phù hợp với nhân vật thẩm ly. Bồn vương ở đây là dự án cổ trang truyền thể tiểu thuyết ngôn tình nổi tiếng Trung Quốc, xoay quanh mối lương duyên ngọt ngào như đầy chắc trở giữa thẩm ly và hành chỉ. Bộ phim chính thức khởi quay vào tháng 5 năm 2022 và dự kiến ra mắt vào năm 2023.